Như vậy do ông khéo nắm giữ tướng chánh lìa, tướng hình lạc, tướng samatha, tướng tỉ-bát-xá-na, tướng quang minh nên trường thời tâm được tịch tĩnh. Ở mọi thời do tỉ-bát-xá-na hành theo tướng từ trạch các pháp, tức là lực chánh tu giả hạnh quán bất tịnh tăng thượng, thứ lớp thú nhập các niệm trụ. Lúc sắp thú nhập, hôm trước nên quan sát 36 thứ trong thân, từ tóc lông cho đến tiểu tiện, khéo nắm giữ tướng đó. Ông nên phát khởi thắng giải bất tịnh ở nơi các thứ bất tịnh của bản thân như thế, luôn luôn phát khởi rồi, lại khiến trong tâm tịch tĩnh, như vậy gọi là đối với nội thân, tu quán tuần thân, vì nương nội thân mình mà phát khởi. Kể đến, ông nên ở nơi các vật bất tịnh bên ngoài, khéo nắm giữ tướng ấy, phát khởi thắng giải sanh ứ cho đến thắng giải xương khớp, hoặc thắng giải nhỏ hẹp, hoặc thắng giải rộng lớn, hoặc thắng giải vô lượng, luôn luôn phát khởi rồi lại khiến trong tâm tịch tĩnh. Như vậy gọi là đối với ngoại thân, tu quán tuần thân, vì nương thân người khác mà phát khởi. Để sau ông nên ở nơi các vật bất tịnh trong ngoài của bản thân, khéo nắm giữ tướng đó khiến tâm sáng rõ. Lại ở nơi các vật bất tịnh trong ngoài của thân người khác, khéo nắm giữ tướng đó khiến tâm sáng rõ. Ông nên phát khởi thắng giải như vậy đối với tướng mà mình đã lãnh thọ. Lại đối với thân người đã chết đem bỏ ngoài vỏ mà, đặt nằm dưới đất cho đến lúc tử thi kia bị xanh bầm, ứ máu rồi giai đoạn mủ thối giữa, nói rộng cho đến giai đoạn xương khớp, theo đó phát khởi thắng giải, luôn luôn phát khởi rồi, lại khiến trong tâm tịch tĩnh, như vậy gọi là ở trong ngoài thân, tu quán tuần thân, vì nương hoặc trong hoặc ngoài của thân mình, thân người mà phát khởi. Lại ông nên ở nơi bốn uẩn vô sắc, do lực văn tư tăng thượng mà phân biệt nắm giữ tướng ấy, phát khởi thắng giải ở ba phần: một, nơi phẩm samatha; hai, nơi phẩm không tán loạn; ba, nơi phẩm tỉ-bát-xá-na. Nơi phẩm samatha thế nào? Nếu ở trong tâm bị hồn muội phát khởi tưởng hành vô tướng, không phân biệt và tưởng hành không tác dụng, không nghĩ mến, không xao động, lìa các phiền não, an vui tịch diệt, ở nơi cảnh sở duyên tâm không loạn, ông phải tu duy như lý, phát khởi thắng giải bốn uẩn vô sắc như thọ, tưởng sát na chuyển chuyển riêng khác, chỉ toàn mới mới, không phải là cũ. Như vậy gọi là ở trong thọ tâm pháp, tu quán tuần thọ tâm pháp. Nơi phẩm không tán loạn thế nào? Ông trước vì nắm giữ các cảnh giới, duyên theo các cảnh giới, nên rời vào bất định địa, quá khứ đã diệt, và hiện tại đây do ông lạc niệm, nên tâm tán loạn phát sanh cảnh của các tướng, tâm tư tùy phiền não khiến tăng thượng lãnh thọ hết thảy, bốn uẩn vô sắc. Ông nên ở nơi đây đặc ý như lý. Các pháp như vậy tánh nó đều hư huyễn, dối gạt, hiện hữu tạm thời, bỗng chốc hiện tiền, tánh nó vô thường, nhiều các quá hoạn không thể tin chắc. Ông nên phát khởi thắng giải như thế, như vậy gọi là ở ngoài thọ tâm pháp, tu quán tuần thọ tâm pháp. Nơi phẩm tỉ bát xá na thế nào? Ông đã khéo nắm giữ tướng tỉ bát xá na, an trụ tác ý có tướng có phân biệt, ở nơi sở duyên có tướng có phân biệt tăng thượng bên trong, chớ sai khỏi lãnh thọ bốn uẩn vô sắc. Ông nên tác ý như lý, từ duy pháp đây, phát khởi bốn uẩn vô sắc như thọ, tướng sát na chuyển chuyển riêng khác, chế toàn mới mới, không phải là cũ, tương tục, lưu truyền. Như vậy gọi là ở trong ngoài thọ tâm pháp, tu quán tuần thọ tâm pháp. Như vậy do ông nương quán bất tịnh lực tăng thượng mà chân chánh tu tập gia hạnh, ở nơi bốn niệm trụ sẽ được thú nhập. Lại ông nên ở nơi gia hạnh niệm trụ đây luôn tu tập samatha tỉ bát xá na hơn nữa. Ông ở nơi bốn niệm trụ an trụ chánh niệm như vậy, nên tùy đó mà cư trú nơi ven các thôn xóm tụ lạc. Nếu nơi tâm vẫn thuận theo nhập vào cảnh giới sở duyên, ông nên xả tướng của cảnh sở duyên đây vào thôn xóm tụ lạc kia khất thực. Ông phải biết khéo tránh các thú dữ, những nơi nguy hiểm dơ bẩn, nên xả lìa các oai nghi xấu, nằm ngồi những chỗ dơ bẩn. Ông phải khéo phòng hộ giữ gìn thân mình như vậy. Đối với các tướng cảnh giới không nên sách tấn các căn, không nên dụng công, phải khéo giữ gìn các căn. Đối với các tướng cảnh giới nên sách tấn các căn, phải chân thật dụng công, khéo an trụ chánh niệm, khiến các phiền não không thể phát khởi hiện hành. Ông phải khéo phòng hộ thân mình như thế, tức là khéo giữ gìn các căn, khéo an trụ chánh niệm ở nơi tác ý kia, khéo biết lượng trong việc thọ dụng ăn uống. Lại khi thuyết pháp cho người tại gia xuất gia, ông phải nói lời đúng lượng, nói lời đúng lý, nói lời đúng thời, nói lời chánh trực, nói lời tịch tịnh, thảy đều phải xa lìa tất cả ngôn luận phi pháp của thế gian. Tuy tiện nói ngôn luận như pháp cũng chẳng nên tranh cãi hơn thua. Vì cớ sao? Nếu những người thích tranh luận hơn thua xoay vần nạn hỏi, tâm ông sẽ bị lôi cuốn trong các hí luận.
Vì nhiều hỷ luận khiến tâm trọ cử, vì trọ cử khiến tâm không tịch tĩnh, vì không tịch tĩnh khiến tâm xa lìa tạm mà điện. Lâm vào tình trạng như vậy, ông phải gấp rút không sao bỏ sở duyên, ngồi kết giả tu tập hạnh du già, như phương tiện dùi lửa của thế gian, được nơi Samatha Tỳ Bác Xá Na như tướng mà ông đã từng nắm giữ, thường xuyên thực hành rốt ráo thực hành phát khởi gia hạnh ân trọng và gia hạnh không gián đoạn. Ông phải xuyên suốt tu tập như vậy, rốt ráo tu tập như vậy. Lại, ông nên khởi tâm nguyện thế này: giả sử gom tất cả tuổi thọ của người ở Thiện Bộ Châu đều dành cả cho một thân tôi nhất định sử dụng tận hết thọ mạng vô lượng này cho sự tu tập tác ý du già, tu tập nơi đoạn, tu tập Samatha Tỳ Bác Xá Na thủ thắng, tu tập tinh tấn không bao giờ tạm xả. Bởi tôi nhận thức rõ việc tu tập du già đây sẽ thu hoạch quả to lớn, lợi ích thủ thắng to lớn. Vốn chứ tôi chỉ có tuổi thọ ngắn ngủi, có chút ít thời gian sống sót, nhiều nhất chẳng quá 100 năm, duy cho cùng chỉ trong khoảnh khắc. Như vậy ông nên theo điều được dạy bảo mà xuyên suốt tu hành, rốt ráo tu hành. Nếu vì nghĩa đây mà lãnh thọ tu tập đạo trừ, ông tất đạt được đúng nghĩa như vậy. Trước hết, ông sẽ chứng được chút phần thân tâm khinh an, tâm tánh nhất cảnh, để sau sẽ chứng được thế gian suốt thế gian rộng lớn, viên mãn. Người mới tu nghiệp, lúc ban đầu tu tập được sự chỉ dạy của các thầy du già khéo hữu thông đạt du già, đường quán bất tịnh như vậy gọi là dạy bảo chân chánh. Nếu theo đó tu hành gọi là tu hành chân chánh. Như người hành tham thì quán bất tịnh là phương tiện để điều phục. Như vậy người hành sân, quán tưởng mẫn là phương tiện để điều phục. Cho đến cuối cùng là người hành tầm tư thì quán anapana niệm là phương tiện để điều phục. Để chỗ thích hợp đều phải nên bị rõ biết. Trong đây có điểm sai khác, đó là mười thú nhập khác nhau. Nay ta sẽ hiển bày. Người mới tu nghiệp nương quán tưởng mẫn, đối với hạng người thân hoặc hạng người oán hoặc hạng người không oán thân, nắm giữ tướng bên ngoài rồi, nhờ pháp tĩnh tọa do tác ý định địa đồng hành với tăng thượng ý vui, đem lại lợi ích an vui. Trước tiên phát khởi thắng giải đối với một người thân, một người oán, một người không oán thân. Đối với ba hạng người đây, do tăng thượng ý muốn đem lại lợi ích an vui một cách bình đẳng, đồng hành với tác ý muốn cho vui, phải nghĩ rằng nguyện các loại hữu tình cầu vui kia đều sẽ được an vui. Đó là hoặc vui muốn không tội, hoặc có hỷ lạc không tội, hoặc không hỷ lạc không tội. Tiếp theo quán tăng dần lên, hoặc 2, hoặc 3, hoặc 4, hoặc 5, hoặc 10, hoặc 20, hoặc 30 người thân cho đến trải khắp tất cả các phương. Người kia đối với hạng người thân, phát khởi tư duy mạnh mẽ không gián đoạn, cho đến trong đó không còn chỗ dung chứa một mảy trần. Như quán đối với hạng người thân, thì quán đối với hạng người oán và hạng người không oán thần cũng vậy. Lại người kia không xả ra hạnh tử mẫn, tiếp tục năng tránh thú nhập các niệm trụ về tử mẫn. Thú nhập thế nào, lúc thú nhập phải nên phát khởi thắng giải như vậy. Như hữu tình kia đối với hít ta, hoặc là thân, hoặc là oán, hoặc là không oán thân, ta đã vui muốn bỏ lìa khổ. Như vậy gọi là ở nội thân tu quán toàn thân, kia cũng đối với người khác, hoặc là thân, hoặc là oán, hoặc là không oán thân, họ cũng vui muốn bỏ lìa khổ như ta. Như vậy gọi là ở ngoại thân tu quán toàn thân, như ta đã vậy, các hữu tình kia cũng lại như vậy. Như ta muốn cầu được an vui tốt đẹp, các hữu tình kia cũng như vậy. Các hữu tình kia bình đẳng như ta, giống như ta, ta phải cho kia lợi ích an vui. Như vậy gọi là ở nội ngoại thân tu quán toàn thân, bốn niệm trụ đây, vì duyên chung các quần làm cảnh giới, nên biết gọi là hoại duyên niệm trụ. Nếu người tu hành chỉ nắm giữ tướng sắc, đó là nắm giữ hiển tướng, hình tướng, biểu tướng và phải thắng giải đối với hạng người thân, hạng người oán, hạng người không oán thân, do đây kiến lập chỉ thần niệm trụ. Người kia lại nương tác ý thắng giải, năng tránh thú nhập tác ý chân thật. Lúc thú nhập khởi thắng giải, ta đối với kia cho đến vô lượng hữu tình phát khởi thắng giải tăng thượng ý vui, làm lợi ích an vui. Như vậy ta từ tiền tế cho đến nay, đối với hoặc thân hoặc oán hoặc không oán thân, thuộc trong số các loại hữu tình nhiều vô lượng đã lùi vào quá khứ. Các loại hữu tình ở quá khứ như vậy đã là người thân, trở lại làm người oán, đã là người oán trở lại làm người thân, đã là người oán thân trở lại làm không oán không thân, đã là người không oán không thân trở lại làm người oán thân. Do nghĩa đây nên tất cả hữu tình đều bình đẳng, không có chút phần tánh thân, tánh oán, tánh không oán thân mà chẳng phải chân thật. Do nhờ duyên đầy khởi tâm bình đẳng trải khắp đối với ba hạng người trên, đem lại lợi ích an vui một cách bình đẳng. Như từ tiền tế thì hậu tế trong sinh tử sẽ lại lưu truyền cũng vậy. Lại ta đối với các loại hữu tình,
từ tiền tế đến nay chưa từng phát khởi tâm tử mẫn. Kia đều đã quá khứ, nay khởi tử mẫn lại có ích gì? Chỉ vì trừ khiển cấu uế của tự tâm khiến được thành tịnh nên khởi nghĩ thế này, khiến cho các loại hữu tình ở quá khứ đều được an vui, các loại hữu tình ở vị lai chưa từng có cũng được lợi ích an vui. Như vậy thủ nhập tác ý chân thật trong tụ tử mẫn nên các phước sung mãn, các thiện sung mãn, tụ phước thu hoạch được của việc tụ tập tác ý thắng giải trước so với tác ý tư duy tử mẫn đây trăm phần chẳng bằng một, ngàn phần chẳng kịp một, số phần toán phần kế phần ô ba ni sát đàm phần chẳng bằng một, còn lại như trước đã nói. Lại nữa, người mới tu nghiệp nương quán duyên khởi của tánh duyên, do lực tăng thượng của lắng nghe tư duy tụ tập nên phân biệt nắm giữ các tướng, đó là các hữu tình bị trùng trùng ngu si vô trí, hiện thấy vô thường, vọng chấp cho là thường, hiện thấy bất tịnh, vọng chấp cho là tịnh, hiện thấy khổ, vọng chấp cho là vui, hiện thấy vô ngã, vọng chấp cho là ngã. Các hữu tình kia có trùng trùng điên đảo như vậy, các điên đảo là nhân ở hiện tại lãnh thọ và về sau sanh trong các tự thể phát khởi tham ái, do tham ái nên gây tạo trùng trùng nghiệp sanh căn bản. Vì nghiệp phiền não đây làm nhân duyên nên đường lại chịu cảm quẩn chỉ thuần khổ lớn. Người kia đã khéo nắm giữ các tướng rồi, lại bên trong phát khởi thắng giải, đằng này quẩn chỉ thuần khổ lớn cũng như vậy sanh. Lại tự thể của ta không ngắn không mé, từ tiền tế đến nay khởi điểm không thể biết cũng như vậy sanh. Các loại hữu tình quá khứ, vị lai hiện tại, tất cả tự thể, nhiếp thuộc quần khổ cũng đều đã sanh, sẽ sanh. Tranh quán duyên khởi của tánh duyên như vậy, tất cả đều là tác ý chân thật, lại không có thêm tác ý thắng giải khác. Nếu ở nơi các uẩn hiện tại của thân mình, tác ý tư duy duyên sanh của tánh duyên, gọi là ở nội thân thọ tâm pháp an trụ quán tuần theo kia. Nếu ở nơi uẩn hiện tại của thân người khác, tác ý tư duy duyên sanh của tánh duyên, đây gọi là ở ngoại thân thọ tâm pháp trụ quán tuần theo kia. Nếu ở nơi sở hữu các uẩn quá khứ vị lai của mình, người tác ý tư duy duyên sanh của tánh duyên, đây gọi là ở nội ngoại thân thọ tâm pháp quán tuần theo kia, còn lại như trước đã nói. Lại nữa, người mới tu nghiệp nương quán các giới sai biệt, trước tiên cần nắm giữ các tướng bền chắc bên ngoài như đại địa, núi rừng, cỏ cây, gạch đá, ngói sỏi, ma nhi, trân châu, lưu ly, hồ phách, ngọc trai. Đã nắm giữ tướng ấy rồi, khởi thắng giải các tướng bền chắc bên trong. Kể đến nắm giữ các tướng thủy đại bên ngoài, đó là sông lớn, các dòng chảy, suối, ao, hồ, đầm, giếng. Nắm giữ tướng kia rồi, lại khởi thắng giải tướng ẩm ướt bên trong. Kể đến nắm giữ các tướng hỏa đại bên ngoài, đó là lúc nóng nực, mặt trời gay gắt, lửa cháy hừng hực đốt cháy núi non, ao đầm, cỏ cây. Nắm giữ tướng đó rồi, lại khởi thắng giải tướng nóng ấm bên trong. Kể đến nắm giữ các tướng phòng đại bên ngoài, đó là gió ở các phương đông tây nam bắc cho đến phong luân. Nắm giữ tướng ấy rồi, lại khởi thắng giải tướng gió bên trong. Kể đến nắm giữ tướng không đại bên ngoài, đó là các phương không che chướng, không ngăn ngại, các lỗ hổng khe hở, hàng có khoảng trống chứa các sắc. Kheo nắm giữ tướng ấy rồi, lại phát khởi thắng giải tướng không giới bên trong. Về sau do lực tăng thượng của nghe, nghĩ nên giành khỏi phân biệt vi tế, nắm giữ tướng thức giới, đó là nhãn xứ bên trong chẳng hoại, sao xứ bên ngoài hiện tiện. Nếu không giành khỏi tác ý đúng lúc thì chỗ phát sanh nhãn thức cũng chẳng được sanh. Trải với tướng trên thì nhãn thức được sanh, như vậy cho đến ý pháp, ý thức phải biết cũng vậy. Nắm giữ tướng đây rồi, lại khởi thắng giải biết rõ bốn đại trong thân có các chủng tử giới, chủng tánh, tự tánh của tất cả thức, lại ở trong bốn đại chủng như vậy. Trước khởi thắng giải các chi tiết lớn thô, sau phát khởi thắng giải vi tế phân tách thành chủng chủng nhỏ nhiệm. Như vậy thứ lớp phân tách cho đến lượng nhỏ như bụi nhỏ, dần dần cho đến cực vi mà khởi thắng giải, lại khởi thắng giải mỗi một chi phần có vô lượng vi trần nhóm họ, vốn là tất cả chi phần trong thân. Như vậy gọi là trong quán giới hết sai biệt, thắng giải phân tách các sắc giới hết sai biệt, giới hạn nhỏ nhiệm vi tế. Kể đến ở nơi không giới, trước nên phát khởi thắng giải các tướng lớn thô như trùng trùng, lỗ huyệt, hốc mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cổ họng. Thức ăn nuốt xuống được là nhờ yết hầu, sau khi đã ăn nuốt nhờ vào phần dưới đẩy bất tịnh ra ngoài. Về sau lại thứ lớp phát khởi trùng trùng thắng giải vi tế, cho đến tất cả các lỗ chân lông nhỏ trên thân phải rõ biết hết thảy. Kể đến ở nơi thức giới, thứ lớp phát khởi thắng giải sở y sở duyên cùng với tác ý ba đời, thời khắc vô lượng phẩm loại sai khác, tức là lúc phát khởi thắng giải ở nơi thức giới do thắng giải các sở y sở duyên mà phân tách thức giới, cũng phát khởi thắng giải ở nơi 10 loại sắc sở tạo,
Như các đại chủng được phân tách nhỏ nhiệm, đây cũng như vậy. Nếu khởi thắng giải ở nơi các giới sai biệt của thân mình, đây gọi là ở nơi các niệm trụ bên trong, trụ quán tuần theo kia. Nếu khởi thắng giải ở nơi sở hữu các giới còn lại, không thuộc sở hữu tình, đây gọi là ở trong các niệm trụ bên ngoài trụ quán tuần theo kia. Nếu khởi thắng giải ở nơi sở hữu các giới còn lại, thuộc trong số các hữu tình, đây gọi là ở trong các niệm trụ trong ngoài trụ quán tuần theo kia. Lại có phương tiện khác, đó là ở nơi thân mình khởi thắng giải như vậy. Khi xả thân này cho đến lúc thân biến thành xanh bẩm máu ứ rồi mủ thối giữa, tức phát khởi trùng trùng thắng giải mủ thối chảy đây, lan rộng thêm cho đến mủ ngập tràn biên tế của đại hải đại địa, đã phát khởi thắng giải mủ thối giữa ngập tràn như vậy, kế lại phát khởi thắng giải tướng lửa thiêu đốt, đó là vô lượng vô biên phẩm loại sai biệt của thân phần đây, bị lửa lớn hội tụ đốt cháy thành vô lượng vô biên phẩm loại cho tàn. Lửa đã tắt, lại phát khởi thắng giải xương cho còn sót lại, lại khởi thắng giải vô lượng vô biên cho nát vụn đầy thành mạt vụn, lại khởi thắng giải vô lượng gió lớn thổi mạt bay tứ tán các muôn phương, đã giải khắp nơi rồi, lại không quán thấy xương cho bị thổi bay và gió thổi, chỉ thấy còn lại không giới mịt mù. Như vậy do tăng ý thắng giải đây, đường ra hạnh bất tịnh bên trong bên ngoài, nhập vào các giới sai biệt, ở nơi tướng thân đó trụ quán toàn thân, từ đây thấu nhập tác ý chân thật, đó là do tác ý thắng giải như vậy. Ở nơi nội ngoại thân trụ quán toàn thân, do lực thắng giải nên thực hành vô lượng vô biên tướng thủy giới, hỏa giới, địa giới, phong giới, hư không giới như sau. Ta từ vô thủy lưu chuyển trong sanh tử, trải qua vô lượng vô biên các giới khác nhau. Còn hơn đây, nước mắt mà ta đã khóc do cha mẹ, anh em, chị em, bạn thân, quyến thuộc ly tán chết đi, cũng do tài bảo thân hữu địa vị danh tước đi tán hoại mất, lại sữa mẹ mà ta đã uống, lại máu chảy đầm đìa do giặc cướp đào tường khoét vách, phải chịu vô lượng hình phạt gia hại đến thân. Như vậy chỗ có nước mắt, sữa, máu thuộc về thủy giới, nước trong bốn biển lớn tràn đầy, so với đây trăm phần chẳng kịp một, nói rộng như trước. Lại đối với các hữu, các cõi trong sanh tử, phải trải qua vô lượng lửa dùng thiêu đốt thi hài, như vậy gom nhóm hòa lại cũng không thể lấy gì so sánh. Lại trải qua vô lượng thi hài vất bỏ nơi đất cũng không thể lấy gì so sánh. Lại trải qua vô lượng phong giới sanh khởi rồi tan diệt phân tán thi hài khắp nơi cũng không thể lấy gì so sánh. Lại trải qua vô lượng các lỗ huyệt của thi hài cũng không thể lấy gì so sánh. Lại trải qua vô lượng các thức lưu chuyển thi hài sau mới phát khởi, cho đến tà này là thi hài sau cùng các thức lưu chuyển. Như vậy an lầm các cõi trước sau kỳ hạn không nhất định cho đến vô lượng thức giới. Lại nữa, người mới tu nghiệp tránh ra hạnh ở nơi ana bà na niệm trước nên thắng giải ở nơi tướng gió vào ra qua lại của nhà có cửa sổ, cửa trước, cửa sau, hoặc thợ rèn sắt, hoặc thợ luyện vàng bạc, hoặc ống tre cổ họng, hoặc tụ gió bên ngoài ra vào đến đi, kéo năm nắm giữ tướng đây rồi, do duyên theo hơi thở vào ra bên trong, ở nơi hơi thở vào ra mà phát khởi thắng giải. Trước phát khởi thắng giải gió nơi hơi thở vi tế của thân mình, đi qua tim ngực chỗ thô huyệt thô. Về sau thứ lớp phát khởi thắng giải ở nơi nhiều loại gió, như phát khởi thắng giải tất cả lỗ chân lông đều có gió theo đó đi vào. Vì vậy tất cả sở hữu thân phần bị gió gom tụ đi theo, bị gió gom tụ nhiếp lấy, bị gió gom tụ ẩn tàng, vô lượng gió gom tụ bên trong như hoa đầu la miên bồng gòn. Ở nơi các tướng như vậy mà phát khởi thắng giải, người kia tăng ý tư duy bên trong hơi thở ra hơi thở vào lưu chuyển không ngừng, bây giờ gọi là ở nội thân trụ quán toàn thân. Nếu lại tăng ý tư duy thì hài của người khác đã bị biến hoại thành xanh bầm máu ứ, lúc ấy hơi thở vào hơi thở ra bị đoạn dứt, bây giờ gọi là ở ngoại thân trụ quán toàn thân. Nếu lại khởi thắng giải ở nơi thân mình lúc sắp chết hoặc lúc đã chết, lúc ấy hơi thở ra hơi thở vào không có lưu chuyển, lại phát khởi thắng giải nếu lúc chưa chết hơi thở ra hơi thở vào không còn lưu chuyển. Do pháp nghĩ này nên bấy giờ gọi là ở nội ngoại thân trụ quán toàn thân, khắp trong tất cả gia hạnh, phải tu gia hạnh trợ bạn phẩm thượng, gia hạnh nhiếp thuộc phẩm thượng, gia hạnh không điên đảo như thế, tất cả còn lại nên biết như trước. Như vậy người mới tu nghiệp được sự dạy bảo chân chánh, lúc tu chánh hạnh cần phải an trụ mãnh liệt, đầy đủ niệm tránh biết điều phục tất cả tham ưu thế gian. Nếu ở trong tránh gia hạnh như vậy, thường xuyên tu hành, rốt ráo tu hành, tác ý không điên đảo, không bị sự huyền náo làm nhiễu loạn, gọi là mãnh liệt. Nếu ở trong tránh gia hạnh như vậy, tu tập tỷ bát xá na, samatha, quán
Quán xét sâu kỹ, nhận biết rõ khắp tướng loạn khổng loạn, gọi là đầy đủ niệm chánh biết. Nếu năng nắm giữ tướng chán lìa, tướng hân lạc, gọi là điều phục tất cả tham ưu thế gian, do nhân duyên đầy nên nói. Vị kia năng an trụ mãnh liệt, cho đến điều phục tham ưu thế gian. Lúc ban đầu phát khởi ra hạnh chân chánh, tâm tánh nhất cảnh, thân tâm kinh an, vận chuyển yếu kém, khó thể nhận biết. Lại do tu tập Samatha, tế bát xá na thủ thắng hơn nữa, nên thân tâm lắng trong, thân tâm điều nhu, thân tâm kinh an, tâm tánh nhất cảnh, thân tâm kinh an yếu kém trước kia, nay dần thêm tăng trưởng. Khả năng dẫn phát mạnh mẽ, dễ nhận biết rõ ràng hơn. Đây do lực của nhân chuyển chuyển dẫn phát đạo lý phương tiện, không bảo lậu, người kia bấy giờ phát khởi càng mạnh mẽ, đạt được sự nhận biết dễ dàng, thân tâm kinh an, tâm tánh nhất cảnh như vậy. Cho đến có được tướng đầu tiên ở nơi thượng đẳng phát khởi dường như chỉ nặng, nhưng không phải tướng tổn não. Được do tướng đây phát khởi bên trong, nên tánh tâm thô trọng làm chướng ngại việc vui, tu đoạn trừ, các phẩm phiền não đều được trừ diệt. Năng đối trị kia tánh tâm điều nhu, tánh tâm khinh an đều được sanh khởi. Do sự sanh khởi này, năng thuận theo đó sanh khởi thân khinh an, phòng đại tăng thêm, nhiều đại chủng đến nhập vào trong thân. Do đại chủng nhập vào thân đây, nên tánh thần thù trọng làm chướng ngại việc tù đoạn trừ phẩm phiền não đều được trừ diệt. Năng đối trị kia tánh thân điều nhu, tánh thân khinh an trải khắp trong thân, hình trạng như tràn đầy. Lúc tánh kia mới bắt đầu phát khởi khiến tâm hưng phấn, khiến tâm vui vẻ đồng hành hoan hỷ, khiến tâm hỷ lạc, tánh cảnh sở duyên hiện diện trong tâm. Từ đây về sau, vị kia bắt đầu phát khởi sức mạnh của sự khinh an, dần dần nới lỏng chậm đi, đạt đến khinh an vi diệu hành chuyển theo thân, hành chuyển trong thân. Do nhân duyên đầy tâm tánh, phấn khởi dần dần lắng xuống, do Samatha nhiếp trì nên tâm hành chuyển theo sở duyên tịch tĩnh. Từ đây về sau, người mới tu nghiệp hạnh du già, được gọi là có tác ý, bắt đầu nhiếp vào trong số có tác ý. Vì cớ sao? Do vị đây ban đầu đạt được ít phần tránh tác ý, định địa vị diệu nhiếp thuộc sắc giới. Do nguyên nhân đây nên được gọi là có tác ý. Người mới tu nghiệp được tránh tác ý đây có tướng trạng như sau. Đó là đã đạt được ít phần tâm định nhiếp thuộc sắc giới, đạt được chút phần thân tâm kinh an, tâm tánh nhất cảnh, có lực, có khả năng khéo tu tập gia hạnh sở duyên tịnh hoặc, khiến tâm tương tục tươi mới thấm nhuần mà chuyển. Nhờ vào sự nhiếp trì của Samatha năng thanh tịnh các hành, tùy hành trong vô số cảnh đáng thích mà tham triển mãnh lợi cũng không sanh khởi. Tùy sanh khởi chút ít mà chỉ cần đối trị chút ít bằng cách tạm thời tác ý, liền năng trừ khiển. Nhờ cảnh đáng thích thì cảnh đáng ghét, đáng mê muội, đáng sành kiều mạn, đáng tầm tư nên biết cũng vậy. Tĩnh tọa trong thất, tạm giữ gìn tâm, thần tâm khinh an lớp lớp sanh khởi,